Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành mức phí trông giữ xe, nhưng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều cơ sở giữ xe vẫn thỏa sức chặt chém, thậm chí có những chỗ còn giữ xe cho người ra giữa đường để chèo kéo khách giữ xe, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, làm chỗ giữ xe gây bức xúc cho người dân. Theo ghi nhận của phóng viên, xung quanh phố đi bộ xuất hiện nhiều bãi giữ xe thỏa sức chặt chém. Trên đoạn đường Hồ Tùng Mậu sát phố đi bộ Nguyễn Huệ, có hai bãi giữ xe tư nhân lớn hoạt động hết sức nhộn nhịp và hết công suất. Tuy nhiên, cả hai bãi giữ xe này dày đặc biển quảng cáo giữ xe nhưng đều không đề tên bãi giữ xe cũng như không hề công khai niêm yết giá tiền giữ xe. Còn chủ giữ xe thì thoải mái chặt chém với mức giá từ 7.000 đến 10.000 đồng một lượt một xe. Theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành năm 2012, giá giữ xe trên địa bàn thành phố chỉ được dao động từ 2.000 đến 5.000 đồng và phải niêm yết giá công khai. Theo quy định, các bãi giữ xe này đều sai phạm với mỗi xe, chủ giữ xe bỏ túi 5.000 đồng. Quan sát bãi giữ xe TT, chúng tôi ghi nhận hàng ngày có hàng ngàn lượt người gửi xe. Như vậy, mỗi ngày chủ giữ xe này thu tiền sai quy định có lên tới cả chục triệu đồng. Một trong những điều đáng bức xúc hơn là tại nhiều điểm giữ xe trên tuyến phố đi bộ, đó là tình trạng giành giật chèo kéo khách. Để lôi kéo khách gửi xe tại bãi giữ xe của mình, các bãi giữ xe trên đường Hồ Tùng Mậu đã cho hơn 8 người dàn hàng ra đường để vung tay dùng xe kéo khách vào bãi giữ xe của mình. Nhiều khách còn lơ ngơ tìm bãi đậu xe thì đã bị đẩy vào bãi giữ xe để chặt chém lấy tiền. Không chỉ giữ xe, những bãi này ở phố đi bộ còn thản nhiên lấn chiếm lòng đường để làm bãi giữ xe máy, thậm chí cả ô tô, gây ra tình trạng kẹt xe khiến nhiều người dân hết sức bức xúc. Thiết nghĩ quy định về mức phí giữ xe, quy định về vỉa hè lòng đường đã có từ lâu và đã được ban hành rất cụ thể, nhưng các điểm giữ xe vẫn thản nhiên vi phạm, còn các cơ quan chức năng lại có phần ngó lơ. Điều này không thể không khiến nhiều người dân đặt ra tình trạng buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng hiện nay.